Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng Honda Giáp Bình Dương chi nhánh số 1 nha mọi người. Thì cái cửa hàng này tọa lạc tại cái đường DT743. Mọi người đi từ hướng vòng xoay An Phú á thì đi xuống hướng về ngã tư 550 sẽ thấy cửa hàng bên mình á, cao tới 4-5 tầng luôn ha mọi người. Rồi thì những ai mà không biết đường đi á, mình có thể lên trên dòng xoay An Phú, mình bấm là dòng xoay An Phú rồi cái tới đó mọi người cứ alo mình thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái đường đi nha. Rồi thì hôm nay mình sẽ báo giá cho mọi người cái dòng xe E-Black ha. Và cũng thêm một số thông tin mới cho mọi người. E-Black 2021 ha, E-Black 2021 đã được về đây các bạn. Một chiếc màu sắc cực kỳ đẹp luôn ha. Và những phiên bản của màu 2021 á nó sẽ về hàng nữa. Và rất là nhiều màu sắc cho các bạn lựa chọn luôn chứ không phải riêng một màu xám này không ha. Thì E-Black 2021 nó sẽ có những gì khác biệt so với E-Black 2020. Thì cái này mình sẽ đi sau ha. Bây giờ đầu tiên mình sẽ báo giá cho mọi người biết trước cái thời điểm giá hiện tại và thời điểm là đầu tháng 12 năm 2020 nó cũng khá là cận Tết rồi, để coi cái giá bán của E-Black nó như thế nào nha. Rồi thì E-Black 2020 nó sẽ có 4 phiên bản nha mọi người. Phiên bản đầu tiên là phiên bản 125 phân khối, đối với phiên bản tiêu chuẩn thì là 42.200, phiên bản đặc biệt là 44.500. Còn E-Black 150 2020 phiên bản tiêu chuẩn có mức giá là 55 triệu và phiên bản đặc biệt có mức giá là 57 triệu. Thì đối với phiên bản 125 á, nó chênh lệch giữa hai phiên bản với nhau là khoảng tầm 2 triệu 2 triệu 2 2 triệu 3 nha mọi người. Còn 150 thì nó chênh lệch với nhau khoảng tầm 2 triệu. Đây thì đây giá của E-Black thì nó khá là ổn định luôn, nó không có lên xuống nhiều, rất là ổn định luôn. Những ai mà mong muốn mua chiếc xe này để Tết chở gấu đi chơi nè, hay là Noel đi chơi nữa kiểu, thì hãy ghé đến cửa hàng Honda với Bình Dương mình mua xe ha. Thì rất là nhiều chương trình ưu đãi. Thì cái những chương trình ưu đãi mình sẽ nói sau vào cuối clip. Đây là phiên bản 125, phiên bản đặc biệt ha, 44.500.000 đó, phiên bản đặc biệt màu đen vàng đồng. Thì hiện tại bên cửa hàng mình á chỉ trưng phiên bản 120, ở đây là phiên bản 125 ha, phiên bản 150 thì dựng ở phía trên kia. Một lát nữa mình sẽ quay cho mọi người xem một phiên bản 150 phân khối nha. Đây 125 đây. Thì nhận biết dễ dàng nhất của chiếc 125 phân khối là cái phần kính chắn gió này nó sẽ thấp, còn 150 phân khối thì kính chắn gió nó sẽ cao hơn một chút xíu đó. Rất dễ nhận dạng cái phần đó, nhìn ở xe từ xa mà phải nhận diện được ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô cái phần mà chiếc E-Black 2021 vừa mới được ra mắt, nhiều màu sắc mới cực kỳ đẹp luôn ha các bạn. Thì bên cửa hàng mình chỉ mới nhập được phiên bản màu xám này thôi. Đây là phiên bản màu xám năm 2021, còn phía bên đây là phiên bản màu xám năm 2020. Thì mọi người thấy nó có sự khác biệt gì không? Sự khác biệt đầu tiên của nó là cái chiếc này ở chỗ này nó màu đen, chỗ này là màu xám ha. Còn chiếc 2021 thì của nó là màu xám, ở chỗ này là màu đen đó. Ở đây nó phối nè, màu xám xanh ha, màu xám xanh cũng nhìn rất là lạ, rất là đẹp luôn đó. Thì bên đây qua phiên bản 2021 thì nó được phối màu xám đen thêm lên cái tem, một tem màu đỏ, tem màu đỏ ha, được viền cái đường viền màu cam. Đây, cái vùng viền màu cam giúp cho cái xe nó nổi bật hơn, kiểu như là nó giống như là cái màu dạ quang vậy mọi người ha, giống cái màu dạ quang vậy đó. Đây đẹp chưa đó, phối màu cực kỳ đẹp luôn nha các bạn, chắc phối màu cực kỳ đẹp luôn. Thì ở đây là màu xám, ở đây là màu đen đó, xuống phần dưới đây là màu đen ha, đen phối với xám nè. Thì các bạn có thể thấy được cái phần chỗ này á, nó để màu đen á giúp cho mình cái việc mà chỗ này nè hạn chế được việc mà chày xe rất là nhiều khi mình treo đồ nè ha. Thứ hai là khi mà có em bé mình chở mà nó để chân ở đây nè, nó hạn chế rất là nhiều luôn. Các bạn mua xe về á, nếu mà kỹ á, thì các bạn nên dán keo lại cho nó kỹ ha, khi mà treo đồ hay là mình có em bé đặt chân lên đây á thì sẽ không bị chày nha đó. Và khi mua xe tại cửa hàng Honda với Bình Dương á thì tất cả các dòng xe zin á là sẽ không có ba ga ha mọi người, ba ga mình phải mua thêm đó, ba ga phải mua thêm nha. Đây cái ba ga này khó, rất là khó mở ha mọi người, mở không khéo là sẽ đứt tay đó. Đó đây thì cái phần ba ga này á với lại cái phần bình xăng này khá là nhiều bạn nói là bị ập ẹp kêu ha, nhưng mà ở đây nha các bạn cực kỳ chắc nha, phiên bản 2021 giờ là cực kỳ chắc rồi, không bị kêu nữa ha. Còn cái phần mà các bạn nhắn cái ba ga này vô nè mà các bạn thấy nó kêu á thì các bạn nên chêm, nó là bẻ cái này hơi ra, bẻ hơi rộng ra xíu rồi chêm vô thì nó sẽ chia miếng mút vô đây nè, thì nó sẽ cái miếng keo mà keo dày dày xíu á thì nó sẽ không kêu ha, khi mình chạy xe đó. Mình đã khắc phục được cái lỗi đó ha, và cái nắp bình xăng của năm 2021 này về á cực kỳ chắc luôn, không có bị ợp ẹp, không bị kêu nha các bạn đó. Rồi xe thì
đó, nó được phối cái màu phía trước mặt nạ cực kỳ đẹp luôn các bạn ha. Đây đó, những cái xe phiên bản 2020 thời chỗ này á, nó là màu đen nè, tất cả đều màu đen, chỗ này là sẽ là màu sắc của xe. Nhưng mà ngược lại bây giờ á, phiên bản 2021 chỗ này sẽ là màu sắc của xe và chỗ này là màu đen, nhìn cái màu nó rất là đẹp ha. À, và còn rất là nhiều màu khác để về đấy các bạn, nên các bạn cứ nào mà thích cái phiên bản này thì cứ lên đây mua, còn không thì các bạn đợi thêm vài hôm nữa thì cửa hàng mình sẽ về màu mới, mình sẽ cập nhật cho các bạn thêm ha. À, những cái lỗi trên xe Update 2020 á, mình đã có cách khắc phục rồi, thì bạn nào mà muốn biết cách khắc phục ra sao á, thì cứ lên trên video của mình ha, nhấn vào kênh Cua Vlog 61 rồi nhấn vào chữ video, sau đó các bạn tìm Update 2020 khắc phục lỗi nào của mình thì mình sẽ có những video đó ha. Hoặc là các bạn có thể nhấn vào tìm kiếm á, là Emlex 2020 Cua Vlog 61 thì nó sẽ ra những tất cả các video mà mình nói về Emlex 2020 cho các bạn nha. Đó. Đây là phiên bản 125 phân khối, không có fan ABS nha mọi người, không có fan ABS mà nó là fan CBS. Đây. Đó. Mọi người có thể cập nhật được ha. 150 phân khối 2021 cũng sẽ sắp về với những cái màu mới rồi, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Các bạn có thể đợi thêm ha. Rồi, đây là 125 phân khối nha. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó là 1,99 lít trên 100 km. À, rồi bây giờ mình sẽ đi qua 150 phân khối đây, để xem 150 phân khối như thế nào nha. Đây, 150 phân khối thì các bạn sẽ nhận được một cái là có fan ABS cực kỳ an toàn luôn, và có cổng sạc USB ở trong cốp xe. Nhưng mà cái việc cổng sạc USB trong cốp xe thì khá là dư thừa, mình sử dụng chiếc xe mình cũng không có sạc nữa. Đây là cái màu đen bóng nha mọi người, màu đen bóng. Thì cái dòng 150 phân khối á, nó sẽ là một cái màu không thôi, một màu trơn không thôi, nó sẽ không có phối giữa cái mặt nạ với lại cái màu sơn xe như là 125 phân khối ha. 125 phân khối cực kỳ đẹp luôn về cái việc mà nó phối màu, còn phối hai màu với nhau, còn 150 phân khối thì chỉ có một màu trơn thôi, khá là trơn tru, kiểu như là được cái này thì mất cái khác. 150 thì các bạn sẽ được cái phần ABS và cổng sạc USB, nhưng mà đổi là các bạn sẽ không được màu sắc đẹp. Còn 125 phân khối này được màu sắc đẹp nhưng mà sẽ không được có phanh ABS. Thì tùy vào cái sự nhu cầu của các bạn sử dụng, mức tiền các bạn có thể chi trả cho một chiếc xe là bao nhiêu thì các bạn có thể lựa chọn 125 và 150, cũng như nhu cầu các bạn có đi xa hay là đi phượt nhiều hay là đi tốc độ cao thì mình sẽ mua 150 phân khối có phanh ABS cực kỳ an toàn ha. Đây, chiếc xe này của mình, mình đi sử dụng chiếc xe màu xám này đây, xám đen này đây. Nó phiên bản này là 55 triệu, phiên bản bên đây là 57 triệu ha, chênh lệch với nhau 2 triệu đồng. Thì mình thấy là có 2 triệu đồng để mua cái màu sắc như thế này thì khá là phí. Tại vì lại mình thấy là cái màu này mình, đối với mình thì nó đẹp thiệt, nhưng mà nó nhám, nó rất là dơ ha, rất là dơ, khi mà bám bụi đất này nội vô nó rất là dơ như là con trâu sình vậy đó. Nên là mình không mua cái phiên bản màu này, thêm 2 triệu thì quá phí, thì mình quyết định là mua con màu này ha. Nó màu, nó màu bóng cực kỳ đẹp xe. 2 triệu đó mình để dành về mình dán decal xe lên đẹp đó, thêm vài con ốc titan, dán phần đèn đề mi ở đây màu quẩy màu rồi nọ, nhìn rất là đẹp nha các bạn. Xe mà dán đèn đề mi vô đó là cực kỳ đẹp luôn, dán cái keo trong 7 màu á đó. Rồi thì mình đã cập nhật xong cho các bạn về dòng xe Emlex 2020 và giá bán cũng như là nhu cầu sử dụng của mọi người đó. Với lại là Emlex 2021 vừa mới ra mắt, hôm nào mà đi về phiên bản Emlex 2021 nữa thì mình sẽ quay cập nhật cho các bạn ha. Đó, ở đây có rất là nhiều dòng xe để các bạn lựa chọn luôn, bạn nào quan tâm dòng xe nào thì có liên thể liên hệ với mình. Phần bên hông này nhìn tem rất là đơn giản và cũng không có gì gọi là quá sắc sảo, nhưng mà đặc biệt là cái phần đầu xe thì cực kỳ đẹp nha, mình đánh giá cao về cái phần đầu xe phối màu cực kỳ đẹp đó các bạn. Đó, nhìn rất là mạnh mẽ. Và các bạn dán thêm cái đèn 7 màu đề mi đây nè, cái keo 7 màu á, keo 7 màu màu sắc này nọ kiểu ở chỗ đèn đề mi ha, là chiếc xe các bạn cực kỳ nổi và cực kỳ đẹp luôn. Đó. Rồi thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh Cua Vlog 61 nha. Nếu mà các bạn quan tâm dòng xe này thì có thể liên hệ vào số điện thoại bên góc trái màn hình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.